Vâng, lâu lắm mới ở một công viên ở thành phố Quy Nhơn quay cho bạn cảnh đẹp của Quy Nhơn cho bạn xem này. Đã bạn, thấy tuyệt vời chưa? Vắng người và yên bình. Thấy các bạn. À, thời điểm này là đang là có bão số 4 ở ngoài Bắc Trung Bộ các bạn, khu vực Quảng Trị, Quảng Bình, Huế ra ra. Ở Quy Nhơn mình thì không bị ảnh hưởng cho nên thời tiết khá là đẹp này. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 các bạn. Đó, tại công viên biển Quy Nhơn. Quay cảnh đẹp cho bạn xem. Chỗ này lên hình rất đẹp các bạn. Trời xanh mây trắng. Nắng đẹp nữa. Đây. Đây các bạn, lại đây. Còn chỗ đây thì thành phố đang làm cái biểu tượng du lịch sạch ASEAN. Đó, phía đối diện của bệnh viện Quân y 13 các bạn. Vâng, trước khi đến với biểu tượng sạch đó thì mình ra biển quay cảnh biển đẹp cho các bạn xem này, quá tuyệt vời luôn. Tháng 9 thì bắt đầu vào mùa mưa thôi bạn, mưa lai rai thôi, chưa có phải là mùa mưa chính thức. Mùa mưa mà chính thức của Quy Nhơn á thì vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 dương lịch. Âm lịch thì sẽ vào tháng 9 và tháng 10. Đấy. Biển Quy Nhơn vào lúc 10 giờ sáng các bạn. Đó. Những con sóng rất là đẹp nha. Đấy các bạn. Hình rắn tiên sa. Thì cái view này thì quá là lý tưởng rồi các bạn, quá đẹp rồi. View hình lưỡi liềm. Bờ biển thành phố mà được như thế này thì ở Việt Nam mình là khá là hiếm các bạn. Và Quy Nhơn là một trong những số đó có đường bờ biển liền mạch và cong hình lưỡi liềm như thế này. Khá là hiếm. Ở thành phố thì có khoảng 2-3 thành phố như Quy Nhơn thôi. Đẹp. Rất tuyệt vời. Công viên thì được trồng dừa và trà là. Biểu tượng này thì họ thi công chưa xong các bạn. Họ còn đang phải lắp đèn nữa, đèn đuốc và làm cỏ nhân tạo nữa, sơn nữa các bạn. Chắc cỡ tầm 1-2 tuần nữa là xong. Còn biển này các bạn đẹp vô cùng chưa, biển Quy Nhơn. Biển trắng xóa các bạn, xanh ngọc.
là biểu tượng mới chỗ công viên biển An Dương Vương đối diện với quân y 13 nè bạn. Đấy. Biểu tượng thành phố du lịch sạch ASEAN. Đây là mặt quay ra biển các bạn, không có chữ. Mặt hướng quay ra đường thì có chữ. Chữ này chắc tối lên hình nó cũng sáng sủa đó. Vâng, đây là cái view lâu lách các bạn. Các dự án của tập đoàn Hưng Thịnh ở Quy Nhơn là không có dự án nào xong hết các bạn nhé. Tới thời điểm này họ đến với mảnh đất Bình Định thì mười mấy năm rồi đó, chưa có dự án nào xong. Rất là thất vọng về tập đoàn này luôn. Cảng này lâu đến mức mà bây giờ lưới xanh bây giờ nó đứt hết rồi này bạn. Quy Nhơn, thành phố du lịch sạch ASEAN. Vâng, dạo một vòng cung đường biển các bạn, xem cung đường biển Quy Nhơn có xứng đáng là thành phố du lịch sạch ASEAN không? Đấy, đây là cổng vào của khu du lịch Gành Ráng. Hiện tại thì khu du lịch Gành Ráng không có đầu tư gì hết các bạn, cũng hồi xưa giờ cũng vậy thôi, cho nên cũng không có gì để quay. Hồi xưa sao giờ dậy các bạn. Còn đây là khu vực phường Gành Ráng. Còn đây là cũng là đường dọc biển các bạn. Đó, phường Gành Ráng mấy năm trước ngập ghê lắm, bây giờ hết ngập rồi. Nó ngẽn cống ngập thôi. Giờ thì đã giải quyết cái phòng cống ngầm ở dưới này, cái mặt đường này đây các bạn. Đó, bên tay phải đây của khu Đăng Ba Resort đây các bạn. Hoàng Anh Gia Lai cũ đó. Royal cũ đó các bạn. Đây là đường 214 các bạn, chạy dọc biển này. Resort bên tay phải này là đã 3 lần đổi tên rồi các bạn. Đầu tiên nó tên là Hoàng Anh Gia Lai, sau này đổi tên là Royal, bây giờ là Đăng Ba. Đăng Ba Resort này. Đây các bạn. Đường Tây Sơn. Mấy cái dự án như là Quy Nhơn Sea View các bạn cũng làm lâu lắm cho nên cũng không có gì để cập nhật. Còn bây giờ làm cái năm rồi mà bây giờ vẫn còn nằm dưới hầm, cập nhật có gì đâu cập nhật đâu. Mình đang ngồi mình quay thì cũng thấy được, chưa lên mặt đất mà. Đó, đây là cung vườn biển An Dương Vương. Chỗ này phải nói là sạch và đẹp các bạn, sạch thoáng mát và đẹp. Chỗ này cơ quan cho nên là gần như là không có xe luôn. Bữa này thì đang làm cái biểu tượng Quy Nhơn thành phố sạch, thành phố du lịch sạch ASEAN.
có rất nhiều ý kiến là Quy Nhơn nên làm một biểu tượng đẳng cấp giống như tháp Nghinh Phong ở Phú Yên các bạn. Có rất nhiều ý kiến, nhưng mà đến hiện nay thì Quy Nhơn vẫn làm những cái biểu tượng nhỏ nhỏ dọc biển thôi. Vâng, mùa này là mùa hết du lịch rồi các bạn, cho nên là đường phố nó vắng, các bãi đậu xe rồi không cũng không có xe luôn, đường phố vắng tanh rồi. Bắt đầu vào mùa mưa các bạn, bắt đầu mùa của ảnh hưởng của những cơn bão và mùa mưa. Hiện tại thì đang có cây bão số 4 các bạn, nhưng mà không có ảnh hưởng gì Quy Nhơn cả đó. Quy Nhơn vẫn nắng đẹp đó, chỗ khu vực ba khách sạn trên bờ biển sắp tới sẽ giải tỏa. Binh đoàn 15 thì đã đang xây trong đường Hà Mật Tử rồi. Còn Hoàng Yến thì họ thuê đất tới 2022 cho nên là cũng chưa có xong. Còn Hải Âu thì tháng 8 vừa rồi là đã hết hạn các bạn, hết thời hạn giới hạn luôn rồi. Nhưng bây giờ qua cuối tháng 9 rồi thì cũng không thấy động tĩnh gì, họ đi hay là tiếp tục gia hạn hay sao đó các bạn. Đấy, đón khách bình thường này. Đó, đoạn này thì quá sạch quá đẹp các bạn. Đúng như tên là Quy Nhơn là thành phố du lịch sạch. Khu đây là khu đảo Quy Nhơn. Công viên Thiếu Nhi là một trong những công viên đẹp nhất Quy Nhơn các bạn. Rộng rãi ngay biển, có cây xanh rất tuyệt vời. Đó, mùa mưa bão cho nên các cơ quan cây xanh chiếu sáng thì họ sẽ cắt bớt cây các bạn, cắt tỉa bớt cây. Trong tương lai ngay khu vực công viên Thiếu Nhi này sẽ có một biểu tượng xứng tầm với thành phố Quy Nhơn các bạn, biểu tượng về du lịch. Chung là mình là người dân các bạn, mình người dân mình cũng không có tiếng nói, chỉ đóng góp ý kiến qua những cái video như thế này thôi, chứ không có tiếng nói các bạn. Quy Nhơn nên làm một biểu tượng võ thuật các bạn, cách điệu lên. Biểu tượng này thì sẽ cho thi tác phẩm toàn thế giới luôn, các thiết kế kiến trúc sư, các nhà thiết kế sẽ tham gia thi, sẽ có những phần thưởng giá trị cho những người mà được chọn. Ở chỗ đây trồng thêm cây xanh này, hai bên đầu trồng thêm cây xanh các bạn. Để mà thành phố Quy Nhơn du lịch sạch và có cái điểm nhấn thì nên có một cái tác phẩm điêu khắc làm biểu tượng của thành phố Quy Nhơn to và xứng tầm. Biểu tượng nó phải to các bạn, to phải tương đối. Đó, chỗ đây công viên dọc biển Xuân Diệu này khoảng 4 năm nay, bây giờ nó đã đẹp rồi, xanh mát. Bắt đầu cải tạo từ năm 2020 tới giờ là vừa đủ xanh mát luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp. Mình thấy có cái thay đổi này bạn, là hình như là không thấy mấy chậu bông giấy trên
vỉa hè trên đường biển Xuân Diệu nữa này. Đó, cái này là đúng rồi các bạn, vỉa hè nên đỡ thoáng như thế này cho đỡ cho người dân du khách du lịch người ta đi bộ các bạn. Tại vì vỉa hè nhỏ các bạn, chưa tới 2 mét, mà để cái chậu bông giấy bự nữa thì không có đường đi luôn. Du khách người dân người ta đi dưới đường thì nguy hiểm. Sạch rồi, không biết dọn được bao nhiêu lâu rồi mà bữa nay đi lại thấy không có cái chậu bông giấy nào hết. Xuân Diệu mới đúng là cái đường bờ biển đẹp các bạn, đúng với cái tên gọi là thành phố du lịch sạch ASEAN. Đấy. Đường Xuân Diệu và đường An Dương Vương có công viên, cây xanh rất là đẹp, nằm bên cạnh bờ biển Quy Nhơn, phần Lưỡi Liêm nữa. Bãi biển thì các trắng dài và sạch, nước biển thì trong xanh, đó rất tuyệt vời. Còn một phần bên nhà ở bên này thì nó hơi lụm tụm thôi. Nếu mà giải quyết được bên nhà ở bên dân bên này nữa thì sẽ đẹp các bạn, con đường sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đó các bạn, những biểu tượng như thế này nhỏ nhỏ ở Quy Nhơn rất là nhiều. Cái đường ở Xuân Diệu là con đường bộ mạch của thành phố luôn, cho nên là phải làm đẹp các bạn. Mấy cái nhà đây bên người dân đây người ta còn phơi đồ trước nhà nữa, rất là lùm xùm luôn. Sửa lại gì đây các bạn? Sửa lại vỉa hè. Đó, chỗ này cũng là biểu tượng Quy Nhơn này, hai lớp Quy Nhơn này. Biểu tượng nhỏ quá nó không thể làm điểm nhấn được các bạn. Nó chỉ trang trí thôi. Đó, mấy chậu bông giấy rinh đi hết này. Không còn hai bên đường Xuân Diệu này các bạn. Còn sắp tới làm công trình gì đây các bạn? Thấy đang dựng rạp đây này, không biết làm công trình gì, lễ hội gì đây, không rõ lắm, không thấy bình rôn biểu ngữ gì hết. Rất là đẹp của Quy Nhơn các bạn.